Life is full of moments. Sometimes it can be sad, happy, or even a weird moment. To me, not every moment matters, but what matters is what I'm going to do with it. Because the moment will soon pass. When you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. To live a life with moments you treasure, because time is not measured by clock, but by the moments you make. Bạn mình là Tường, mình đang on lock của Kenny. Sao nào? À, không phải, không phải tính này. Mày bánh xe. Rồi đóng cửa lại, mày đi tương theo, không đóng cửa mày. Mày với bể khác nhau mà Kenny. Lên. S-C-M-O-F. Yeah. We thunder, huh? Chưa vô nhạc nữa ba. Má mới trong đi. Được. Ôm nhau. Yo. Xe chụp phật pháo và những thứ nào em tôi xăm mình xe tới quần áo là những thứ mà ta mơ nắm rình phượng cứ không mấy là nơi ta đang đăng hình thèm không là còn là yên bình. Nhưng hôm qua đã tiếp thêm trong ngày hôm nay nhưng tôi làm cũng như mọi ngày lâu đã đây đã thấy bài xin mày hư tôi làm việc của tao nhưng tất cả trên hình vấn đề tôi lỡ vô làm việc của tao tao không kỳ hơn nhưng đã đủ là đập và hàng ngủ nhập chấm thuốc về trong buồn thụng và anh em khi gặp tao cầm đi cụm bay nắp và vừa mày khi gặp tao vào 48 tao chấp trong khu tao sống khi mày thích nghe em xin hứa tin kiên sự cho mày mơ mày nghe tao thương ngoan nhà mày không an toàn khi không có nhận ở đâu nghe hàng tao sống khi mày thích thằng thế nào cái này à đang ở bản trường hoa viên bạch đằng, hoa viên bạch đằng ba hoa văn. Ờ má thấy chưa má cái này đây với tiếng Việt. Oh fuck. Thế ơi, đi lại đi. Ê, sao. Nói gì vậy Kenny? Nè, nói là
Tại sao? Mấy anh ghê thiệt luôn rồi.